Chúng ta xét bài toán về tính đúng sai cho hàm số bậc 3 các bạn nhé. Đấy, có đồ thị như thế này. Người ta xét qua đầu tiên hỏi cái hàm số GS bằng FS bình phương nghịch biến trên khoảng trừ 3 trừ âm vô cùng đến 3, thì mệnh đề đúng hay sai. Thì đầu tiên các bạn về tính nghịch biến hàm số này thì các bạn phải tính đầu hàm y phẩy. Đấy, y phẩy ở đây là đầu hàm của dạng u mũ alpha, do đó nó sẽ bằng 2 f phẩy x nhân với f x. Đấy, và hàm số nghịch biến trên khoảng này thì ta phải kiểm tra ra trên khoảng này thì cái tích này nó có âm hay dương. Đấy, âm hay dương hay không. Đấy, thì sẽ phát biểu được cái tính đúng sai của nó. Trên khoảng từ 3 đến cộng vô cùng, âm vô cùng đến 3, âm vô cùng đến 3 này. Đấy, thì ta sẽ có cái epsilon này là gì? Epsilon đấy là điều mang dấu âm. Đấy, epsilon là âm, f âm, f nhỏ bằng không, bằng không tại điểm duy nhất là trừ 3. Đấy, các bạn nhé. Đấy, f phẩy. Bây giờ kiểm tra f phẩy dương hay không. Đấy, thế thì các bạn thấy rằng là từ ta xét trên cái khoảng nhỏ là âm vô cùng, âm 3 cho đến 3, âm 3 đến 1 đi. Đấy, âm 3 đến 1, âm 3 đến 1 thì ta sẽ có cái f phẩy của chúng ta là âm. Đấy, ta xét trên khoảng nhỏ này âm, cho nên cái tích này, cái tích 2 lần f phẩy f này là lớn bằng 0, có nghĩa là hàm số đồng biến. Vậy trên khoảng âm 3 đến 1 này là hàm số đồng biến, mà nói là nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến 3 nên là sai. Nên mình đề này là sai các bạn nhé, sai. Đấy, tiếp tục này, ta xét câu thứ hai là f này nghịch biến đến khoảng 1 đến 3. 1 đến 3 thì cái f của chúng ta là dương. Đấy, và ta thấy cái f phẩy của chúng ta cũng là dương. Đấy, nên cái y phẩy của chúng ta là f nhân với f phẩy này là dương, nên phải đồng biến, mà nói là nghịch biến là sai. Cái này sai này, cái này sai và cái này sai. À, xin lỗi một chút, đấy là 1 đến 3. 1 đến 3 thì f phẩy chúng ta dương, mà f của chúng ta âm. F của chúng ta âm, vậy khi f nhân f phẩy âm, vậy hàm số này nghịch biến. Vậy suy ra là cái hàm số này nghịch biến. Nghịch biến thì cái khoảng 1 đến 3. Nghịch biến đúng rồi, cái này đúng. Các bạn nhé. Đấy, tương tự như vậy các bạn sẽ cho các cái câu còn lại. Làm một cái câu thì các câu là các bạn làm một cách đơn giản. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp cá nhân.